Yeah, I know. Tôi không nói AD lắp 20 ngàn đâu. Giờ một mình lắp 30 ngàn nó không chia quá nhiều lắm. Để xem có mở mic chưa? Ờ, mở rồi. À, do đi quay số xíu nè. Đoạn này chắc là Lâm Thiên mát, mát xuyên thích với giảm xuyên thích luôn á. Lâm Thiên mát xuyên với lại giảm luôn á. Hơi lắc xíu nha mọi người, hơi giật thôi. Thôi để tôi tắt hiệu ứng nha. Mở hiệu ứng lắc chết cha luôn. Hiệu ứng đặc biệt tắt. Ứng hiệu ứng, ok. Nó thà vậy đi cho khỏe. Vô rồi nha. Giờ này không vô nữa là không có đối thủ luôn á. À, sao gương đầy dữ người ta. Đẹp của anh em lóc rồi. Lóc sẵn rồi. Đẹp của anh em lóc rồi mà. Ủa anh đá rồi hả? Ôi trời đất. Sao nhớ nãy chưa nhớ tôi có lóc ẹt con Ravina rồi mà. Ôi chết rồi, nó học quên. Quên chưa cho, chưa cho vô quân đoàn. Vậy là phải nộp chiến hồn ngọc rồi. Ờ à, quên chưa có cho vô quân đoàn, vậy là phải vô cho nó, vậy là phải nộp chiến hồn ngọc rồi. Trời ơi, nãy vô xíu vô hùng bá có quay số được không ta? À, tôi nhớ có thể nào nó hỏi nó vô hùng bá cái nó quay trúng cái đới không, nữa là cho cái con quỷ này nữa. Ghét ghê luôn. Hello Tùng con nha.
Hello mình, hello Thái nha em. Hello Nguyễn Văn Được Đớ, hello Vũ nè, hello anh Hải Đăng nha. Ok, góp đớ là em sẽ bao phòng cho anh chơi luôn. Ủa quên, bao phòng, à, bao anh đi đi ăn nhậu luôn, quên, nói lộn. Quay chủ yếu kiếm mà, quay chủ yếu kiếm đới nha, mà chưa thấy đới. Hello Lê Thị Duân, chồng của Lê Thị Bâu nha. Đúng rồi, quay lá, quay nhiều thì nó sẽ rớt nhiều lá thôi mọi người. Nó xui lắm nó cũng phải rớt nha. Vậy tôi cái gì nghi vấn hát má. Mới có được có 6 viên 8. Trời ơi, bây giờ nó phải không rớt bằng tay. Nhưng mà tôi rất là lười quay bằng tay. Rất là lười quay bằng tay, quay bằng auto cho nó đỡ mệt. Cho vô cái lá nữa nè, vô cái chùm lâu đới đi mọi người. Sao cái livestream này không tua được? Ờ đúng rồi, livestream này làm gì tua được, chỉ có livestream trên YouTube mới tua được thôi nha. Chí tôm để làm gì hả? Chí tôm để cường quá, hỏi câu hỏi khó quá trời quá đất luôn à. Chí tôm để cường quá chứ để làm gì? Câu hỏi khó nha. Bây giờ mô Phật rớt thêm 2 viên thể 8 đi. Hồi chiều giờ quên đi treo mà nó full tay nải làm không có quay được luôn. 50 triệu cái đổi phái hả? Trời ơi 50 triệu hả? Không biết nữa. Biết nhiêu tiền đó, có người mua mới biết được. Chết là trong đây không quay được. Trong đây không quay được. Trong đây không có quay được mọi người. Ôi, trong đây không quay số được. Thank you.
Ban nào vậy? Trong đây không quay số được. Ban này như của Quỳnh Thành. Trời ơi, xì bíp gì ta mà nghe thấy hú hồn vậy? Xì bíp thì thấy hú hồn vậy? Trời ơi, chat mà liên tục không kịp trả lời luôn. Cái chìa khóa để mà để mở gương. Ơi đi đi đánh kìa. Đánh nào. Đâu không có cần. Ủa bây giờ khoan để ra mở hạt tôn giật lên đã. Tôn giật. Ủa rồi ạt một muối đâu? Ủa mà sao vô đây không có mana? Không có mana. Kỹ năng này. Kỹ năng boost hỗ trợ. Tẩy kinh phạt mạch với cái gì đâu rồi? Tẩy kinh thạch mạch động thành thiết bích. Delay 1 phút. Ủa quên không được. 5 phút đi. Động thành thiết bích. Động thành thiết bích. Ủa động thành thiết bích đâu? Động thành thiết bích. À đây 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 nhầm nhầm. Động thành thiết bích. Đâu nhở? À đây đây đây, lấy 3 phút. Động. Tẩy kinh phạt mạch. F3. Động. Rồi đi. Chưa, hôm nay mới kết thúc nha. Bên tình kiếm đi, bên đây có liên quan gì đâu. Trời đất. Mở trụ nè. Vô đây không quay số được. Vô đây không quay số được. Trời, biết gì không cho Lâm Thiên vô rồi. Hồi nó chuyển ra nó bị điếc cái tôi cười ỉa luôn. Mất mẹ cái dòng luôn. Thank you.
Nhau trên đây luôn không biết luôn á. Đang đánh nhau trên này. Trời ơi, nguyên vàng xin nguyên vàng đổi tên này. Nguyên vàng của Bình Thành đổi tên thành cái gì à? Sibit Sibitzer. Anh này đánh vui nha mọi người. Đánh vui chứ thực ra là mấy đại thế giới nó cũng không có liên quan gì tới nhau chứ. Sao cái là ô tô trong đây nó không đánh thì bỏ mẹ rồi. Thế là ô tô trong đây nó không đánh rồi. Thì phải phải bỏ quân đoàn rồi. Ô tô tiêu diệt tài trong đây nó không đánh. Trời ơi cái này chắc 30 ạc xì biết luôn quá. Giờ Quỳnh Thắng luôn, này chắc của Quỳnh Thành hết luôn. Thôi thì chắc tôi bỏ cái vàng kia ở nhà quá, nó có đánh đâu. Nó chỉ bơm máu rồi nó không quánh. Bơm máu rồi nó không có quánh. Trời ơi, giống như nguyên bang này là tên này không hay sao. Giống như nguyên bang này tên này không hay sao. Trời ơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nhiều quá trời quá đất luôn. Giống như mình một mình bao show hết nguyên server luôn rồi mọi người. Mọi người nhìn cái vàng này mà. Nhìn cái vàng này kìa, trời ơi. Giống như một mình bao số. Đáng sợ quá. Cái vàng này đáng sợ quá mọi người. Giống như cái vàng này là một mình bao số hết luôn á. Trời ơi, Lâm Thiên bị quýnh máu nhìn ra. Ủa sao cái sao Betty của tôi nó không quýnh vậy trời. Chết rồi. Bây giờ auto nó không quýnh. Tôi chụm vô cho đông thôi chứ nó không quýnh. Thôi để giờ phải bỏ, giờ phải mở lên cho nó bỏ bất ti đã. Bây giờ cái ô tô này nó ngu quá, nó không quánh gì hết trơn á. Ô tô này quá ngu luôn. Không tiêu diệt tài trong đây nó không có đánh. Bình thường để chỉ đánh là vô đây nó đánh mà. Ra map nó đánh mà bây giờ nó không quánh nè, nó phải làm bất ti nè. Ô tô này bị ngu rồi. Mệt mỏi quá. Thấy mệt mỏi quá. Ô tô này bị ngu rồi, nó quánh. Trời ơi. Giờ bao nhiêu là sao? Bao nhiêu là gì nó được. Trời có nhiều quá à. Cái vàng này chắc mười mấy số luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 nha. Vàng này nhiều lắm luôn á. Vàng này mười mấy số lần mọi người ơi. Vàng này còn đáng sợ hơn vàng cảnh. Vàng này còn đáng sợ hơn vàng cảnh nữa. À, để tôi bỏ bích ti mới được. Cứ để vậy nó không quánh. Để vậy nó không có quánh vậy. Trời, giống như là cái vàng này là cầm lên gió đẹp thôi mọi người. Giờ vàng này cầm lên gió đẹp thôi chứ nó không quánh. Giờ nhảy vô là cho chết mà chứ nó không có quánh.
không quánh gì hết trơn á, nó chỉ vô nó đứng cho đẹp thôi à, đó đứng cho đẹp thôi. Không quánh gì hết trơn. Trời đất quỷ thần, vô đây không quay số được mọi người ơi. Có khi nào đánh đánh cái này xong hồi ra gớt cái đớ không, có tôi chắc tôi cười mà tôi xỉu luôn, chắc cười xỉu luôn á. Điểm trang bị hả? Điểm trang bị thì vẫn 1.7 triệu thôi, đâu lên được nữa đâu, vẫn 1.7 triệu mấy thôi, hết lên được rồi, giờ chỉ có ép ngồi kép 88 mới lên được thôi. Giờ chỉ có ép kép 88 mới lên được thôi, chứ giờ hết lỗ hết chỗ để lên rồi. Tới một cái thời điểm này là nó mát rồi, tới 1.7 triệu là mức cao lắm mà không lên được nữa đâu. Không lên thì nó khó lắm, không lên được nữa. Không lên được nữa. Auto tiêu dược tài vào đây nó không quánh, bình thường ra map là nó quánh à. Bình thường ra map là nó quánh, vô đây nó không quánh. Mà tôi kẹp có một con Yami duy nhất à. Một con Yami à, để tôi bỏ BT mới được. Kẹp có một con Yami duy nhất là trời, nó chạy tè le hột me luôn, mới biết ở đâu luôn. Vô nè, mấy cái vàng này là vàng này là vàng Quỳnh đó, bây giờ đỡ thành CB rồi, giờ chơi thành tên tiếng Anh rồi. Chưa có ai mà full kép 88 được hết trơn. Full là phải full tất cả đồ, khó lắm. Thôi bây giờ để tôi chạy ra đây, để tôi chết đi cho lẹ đi. Chạy ra đây cho chết đi. Ồ, Lâm Thiên không chết luôn, đó. Chạy ra đi. Trời ơi, nó chết một lượt chết hết luôn. Cái gì đi vô cửa tử. Đánh để bây giờ vô đây chưa, chân nguyên chưa, mới 88 giờ mới có 8 viên kép 88 rồi à. Thôi bây giờ để giờ tôi ốp bớt đi, đánh một BT hơi quánh nhiều quá sao quánh, cứ tưởng là gì, cứ tưởng là cứ tưởng là không, cứ tưởng là auto tiêu dần tài vào đánh tôi mới kẹp á, chứ mà nó không đánh tôi cũng kẹp nhiều vậy đâu. Bây giờ phải bỏ bít ti này, giờ để chọn một bít ti mạnh nhất thôi. Rồi đánh nhiều mệt chứ làm gì đâu, ốp bớt nè. Không mà ốp nó không có điểm mọi người ơi, cầm là cầm vậy cho đẹp thôi. Quên ốp sớm cũng không có điểm nữa. Vô thì treo thôi. AK lẹ mà. Không có quay số được. Không quay số được. Out of control. Làm biến quá, nó đâu có đánh đâu, vô đây treo à. Không phải BK gì đâu. Không phải BK gì đâu, đúng treo thôi à. Vậy người ta số 13 lần mọi người, tới số 13 luôn kìa.
Số 4 luôn kìa. Trời ơi. Vàng này còn đáng sợ hơn vàng hoàn cảnh nữa. Trời, server này thì ai chơi với vàng này? Vàng có 9 người, 1 người 2 người ta. Đây là có phun trùng thôi mọi người. Có sự biết cái bàn nữa kìa. Trời, có con 19 luôn. Là có số 19 luôn rồi đó mọi người. Đây là có số 20 rồi. Thật có đây mấy lẹo nè. Thôi đây mấy lẹo nè. Không, 19 là hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 19 là hết rồi. Nãy vàng này hình như tinh túc nhiều lắm, quánh Mimi như là mũi đốt inox vậy á. Mimi là có kháng độc, trời ơi, nhiều kháng độc quá luôn. Mimi là kháng độc nhiều lắm. Hình như vẫn chưa lên gì nhiều. À, có lên một ít xuyên thích rồi. Lên được 15k xuyên thích rồi mọi người. Lên được 15k xuyên thích rồi. Còn lại vẫn yên như cũ. Đứng treo thôi. Đứng treo thôi chứ thật ra cũng đâu làm gì đâu. Treo soi đồ cho mọi người coi vậy thôi. Chứ thật ra tôi tưởng vô đây tôi được quay số, tôi vô đây tôi quay số nè. Nhưng mà không quay số được. Con nào cũng vun trùng hết, con nào cũng vun trùng hết đó. Sao con này lại có viên ngọc con viên nhìn ở đâu nhỉ, nó lòi ra viên ngọc 6 gì trời. Con nào cũng vun kháng độc hết đó, dã man á. con nào cũng vun kháng độc chứ, rồi chết hết trơn rồi, nó bị hút vô chết rồi. Con nào cũng vun kháng độc chứ. Trời khổ. Vô đây không quay số được.
tôi chuẩn bị tôi ốp hết cái vàng ngà cho khỏe. Chuẩn bị ốp cái vàng ngà cho khỏe. Tập trung một ẹp quay số thôi. Mấy ngày kia tôi trả đó. Bánh mì vẫn chết nổi. Đi trâu quá. Giờ đứng đây đợi hai cây. Mọi người thích quay số hết tôi chứ tôi lười quá. Bây giờ tôi lười quá, còn nhiều quá. Quay chừng nào không hết. Ngày quay chút xíu. Rồi 2k điểm rồi, win rồi. Lên hạng rồi. Rồi lên thanh đồng B1. Rồi giờ đi ra quay số mọi người. Quay số. Rồi mình quay tiếp rồi. Xếp hạng hiện tại. Ở mấy ẹt kia đó. Rồi mấy ẹt kia ớp hết rồi đó, ai vô đi. Hello Bum Lê Ngân nha. Thôi bây giờ chắc mình tắt livestream nha mọi người, quên nữa. Chuẩn bị 8:30 là tới livestream bên Thiên Long kỷ niệm. Hôm nay bên Lạng Chiến để mình tắt livestream đã. Chuẩn bị bên kia đã. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem.